vị đang trở lại với phần tin tức tổng hợp cuối tuần của đài truyền hình IBC. Xuân Anh và Thảo Ly cảm ơn quý vị đã theo dõi phần bảo trợ thương mại vừa qua. Sau đây trước tiên là phần tử vi với cung Bảo Bình cho những quý vị sinh ngày 20 tháng 1 đến 18 tháng 2. Bảo Bình có thể tỏa sáng nhờ sự nhiệt huyết và niềm đam mê đang bùng cháy mà bạn luôn theo đuổi. Không có quá nhiều thay đổi trong kế hoạch mà chòm sao này đã vạch ra từ trước. Đó là lý do mà Bảo Bình có thể thoải mái tận hưởng một ngày cuối tuần không có gì vướng bận. Về phương diện tình cảm, cùng Bảo Bình và người ấy đang có những ngày tháng vô cùng hạnh phúc, ngọt ngào. Tình cảm gắn bó và thoải mái khiến hai người thực sự trân trọng những gì mình đang có. Tình hình tài chính dù không có được sự tiến triển như là ý mình muốn, nhưng nó cũng ổn định nên cung này cũng không phải lo lắng về vấn đề này nữa. Và kế tiếp là cung Song Ngư sinh từ ngày 19 tháng 2 cho đến ngày 20 tháng 3. Song Ngư có khả năng đánh giá rất tốt, thích hợp để đưa ra những quyết định quan trọng và lập kế hoạch dài hạn. Vợ chồng sau này có thể dành thời gian rảnh trong ngày để lên một vài kế hoạch cho năm mới. Việc đặt ra các mục tiêu sẽ tạo động lực để cho chồng sau này cố gắng nhiều hơn. Song Ngư cũng được khuyên nên dành thời gian cho gia đình và các mối quan hệ thân tình. Thời gian vừa qua vừa bị cuốn theo công việc và học tập, nên chồng sau này đã thờ ơ, vô tâm với mọi người quá rồi. Tình hình tài chính của những Song Ngư này có dấu hiệu chuyển biến tích cực, chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin vui về tiền bạc. Nhưng dù thế nào thì chồng sau này vẫn nên chi tiêu hợp lý hơn. Đối với cung Bạch Dương, cho những quý vị có ngày sanh từ 21 tháng 3 đến 19 tháng 4, Bạch Dương có một ngày đầy hào hứng và tích cực trong cả suy nghĩ lẫn hành động. Dù là ngày nghỉ, nhưng những chú cừu vẫn cho thấy sự trách nhiệm của mình khi dành thời gian để sắp xếp lại công việc, chuẩn bị cho một tuần mới. Thời điểm cuối năm nhiều việc nên cung này không muốn bỏ lỡ thời gian vô ích. Chuyện tình cảm cũng có chuyển biến tích cực hơn khi bạn luôn có thái độ vui vẻ và hào hứng với những kế hoạch chung hay là một dự định đi chơi đâu đó cùng với người ấy trong hôm nay. Dù có chăm chỉ đến đâu, cũng đừng quên dành thời gian để nghỉ ngơi đầy đủ nhé. Cung này có nhiều điều cần phải làm, mà điều kiện tiên quyết là phải khỏe mạnh đã. Còn những ai sinh vào cung Kim Ngưu, tức là ngày 20 tháng 4 cho đến ngày 20 tháng 5 thì sao? Kim Ngưu có những suy nghĩ và ý tưởng sáng tạo. Chồng sau này dành phần lớn thời gian trong ngày để biến chúng thành hiện thực. Vì đang là ngày nghỉ, nên chồng sau này quyết định sẽ thưởng cho bản thân một ngày thỏa thích, đắm chìm trong các sở thích cá nhân, làm những điều mình vui thích. Khi trở lại với guồng quay với công việc vào ngày mai, thì cung hoàng đạo này sẽ lại chăm chỉ như cũ. Chuyện tình cảm trong ngày cũng khá hài hòa. Người độc thân có thể tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Các cặp đôi chìm đắm vào trong mật ngọt của tình yêu. Tình hình tài chính thì tương đối ổn định, đủ để cho chồng sau này cảm thấy yên tâm và không còn lo lắng chút nào nữa, sẵn sàng thực hiện cho các kế hoạch tiếp theo. Đến với cung Song Tử, được sinh từ ngày 21 tháng 5 đến 21 tháng 6, Song Tử ghét phải nghe theo sự sắp đặt của ai đó hay bị can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của mình. Song Tử làm mọi thứ để được thể hiện bản thân trong ngày hôm nay, thậm chí cung Song Tử không ngần ngại khi đi ngược lại số đông. Thế nhưng đừng hành xử quá tùy tiện, kẻo Song Tử sẽ gặp phải rắc rối to đấy. Chồng sau này gặp chút vấn đề rắc rối về tình cảm, bạn và người ấy đang để công việc và sở thích riêng tư chiếm phần lớn thời gian bên nhau. Tốt hơn hết, đừng để công việc chiếm quá nhiều thời gian của Song Tử, bởi nó sẽ khiến tình yêu của hai người dần phai nhạt. Tài chính có đôi chút biến động trong ngày này, chủ yếu là do Song Tử đã tiêu xài cho những mục đích cá nhân của mình, nên không quá để ý đến kế hoạch tiết kiệm. Còn những ai sinh vào cung Cự Giải, tức là ngày 22 tháng 6 cho đến ngày 22 tháng 7 như thế nào? Cự Giải trở nên thân thiện, tốt bụng hay giúp đỡ người khác hơn thường lệ? Trong ngày cuối tuần này, đa phần các cung Cự Giải đều lựa chọn quây quần bên người thân và tạm gác công việc sang một bên. Đây cũng là cách để cho chồng sau này lấy lại năng lượng sau một tuần làm việc không ngơi nghỉ. Chuyện tình cảm tăng tiến không ngừng, đối phương dễ dàng bị cuốn hút và khó có thể tránh được sự hấp dẫn của bạn. Cuối cùng, cung hoàng đạo này cũng đã chiếm được trái tim của người mình yêu. Hãy duy trì thói quen luyện tập thể dục thể thao hàng ngày, bởi nó rất tốt cho sức khỏe
Và cung hoàng đạo này cũng có thể thử các bài tập mới để có thể rèn luyện não bộ. Đối với cung sư tử được sinh từ ngày 23 tháng 7 đến 22 tháng 8, sư tử thiếu tự tin khi đối mặt với những vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Và đôi khi sư tử bối rối, luống cuống trong cách giải quyết trong ngày chủ nhật này. Nếu gặp khó khăn ở thời điểm này, đừng ngại ngùng nhờ tới sự giúp đỡ của người khác và hãy bình tĩnh để làm quen dần với hoàn cảnh. Thời gian này, cung sư tử có vẻ không mấy hài lòng với thái độ của nữ kia khi người ấy quan tâm đến cung sư tử của họ nhiều hơn, những người bạn của họ nhiều hơn là cung này. Tử vi khuyên bạn nên tập trung tốt hơn vào việc tìm kiếm một giải pháp cho cả hai người là hơn là việc giận hờn vu vơ. Bạn sẽ cần suy nghĩ thật kỹ càng trước khi đưa ra quyết định liên quan đến tài chính trong ngày hôm nay, bởi ngày nay vận may không đứng về phía bạn. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có nguy cơ mất tiền rất nhanh. Và cung sử nữ sinh từ ngày 23 tháng 8 cho đến ngày 22 tháng 9. Sử nữ ơi, có được sự gắn kết và mối quan hệ tốt với mọi người. Bên cạnh hoàn thành các công việc hàng ngày, thì sử nữ cũng sẽ phải xử lý xuất sắc các vấn đề phát sinh, trong sau này tạo dựng được ấn tượng về sự chắc chắn và ổn định trong ánh mắt của người khác. Về phương diện tình cảm thì rất khó nói được rằng ai yêu nhiều hơn hay ai là người hy sinh nhiều hơn. Nếu trong sau này cứ so đo như vậy thì tình yêu chẳng khác nào một giao dịch buôn bán đầy lợi nhuận. Vận trình tài lộc của cung hoàng đạo này khá tốt và có thể có được sự khôn ngoan trong các quyết định liên quan đến tiền bạc. Đối với cung Thiên Bình được sinh từ ngày 23 tháng 9 đến 23 tháng 10, Thiên Bình là con người tràn đầy tham vọng. Thiên Bình luôn tự tin rằng, tin tưởng với bản thân của mình thì chẳng có vấn đề gì là mình phải bó tay cả. Cung này là người nói được làm được, luôn giống như điểm tựa cho những người khác. Ngày hôm nay là ngày bạn thể hiện khả năng lãnh đạo vượt trội, dễ dàng truyền cho người khác ngọn lửa nhiệt huyết để cùng nhau cố gắng đi một chặng đường dài. Cả cung Thiên Bình và người ấy đều dành cho nhau sự tin tưởng nên tình cảm của hai bạn tiến triển rất ổn định. Cả hai đều đang nỗ lực để hướng tới tương lai về chung một nhà. Hôm nay, chồng sau này có thể tránh được những khoản chi không cần thiết và tiết kiệm được một khoản tiền kha khá để cung Thiên Bình có thể chuẩn bị cho kế hoạch trong tương lai. Và những ai sinh vào cung Bọ Cạp, tức là ngày 24 tháng 10 cho đến ngày 21 tháng 11, xin lưu ý. Hổ Cáp muốn mình là một người nổi bật, chính vì vậy mà đôi khi lại thành ra hay khoe mẽ. Việc đặt ra những yêu cầu quá sức đối với bản thân chỉ khiến cho mình cảm thấy áp lực và tự thấy chán nản với bản thân mà thôi. Vậy nên hãy dành thời gian để điều chỉnh lại các kế hoạch hiện tại nhé. Vận trình tình cảm không tốt, chồng sau này trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Điều đó có thể nảy sinh mâu thuẫn với một nửa của mình mà bỏ qua những hành động chăm sóc chân thành của người ấy. Tình hình tài chính của chồng sau này không được tốt, cho nên các bạn cảm thấy lo lắng cho cuộc sống trong thời gian sắp tới. Và Hổ Cáp vẫn chưa thể cải thiện được nguồn thu nhập của mình. Nhân Mã được sinh từ ngày 22 tháng 11 đến 21 tháng 12. Nhân Mã cảm thấy lo lắng bồn chồn khi mình đã cố gắng rất nhiều nhưng kết quả chẳng được như mong muốn. Ngày này Nhân Mã sẽ quyết định thử sức với công việc mà mình thật sự thích thú. Điều này sẽ giúp cho cung Nhân Mã phát huy được tối đa khả năng của bản thân, nhưng nhớ là chúng vẫn phải phù hợp với thực tế nhé. Tình yêu đôi lứa không mấy thỏa thuận, không được hòa thuận, đôi bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn, tranh cãi từ những chuyện nhỏ nhặt. Cung hoàng đạo này để cảm xúc chi phối quá nhiều mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người. Có vẻ như thời gian qua thì bạn đã tiêu pha hơi thoáng tay. Bạn có thể cần thay đổi kế hoạch chi tiêu để phù hợp với tình hình một chút nếu không muốn phải thiếu nợ và thiếu thốn nợ nần. Và cuối cùng là cung Ma Kết dành cho những ai sinh từ ngày 22 tháng 12 cho đến ngày 19 tháng 1. Ma Kết bỗng mong manh, yếu đuối đến kỳ lạ. Chồng sau này dễ xúc động và bị kích động hơn, dễ tủi thân hơn và suy nghĩ nhiều trước bất cứ lời nói nào. Ngày này, Ma Kết không có đủ tỉnh táo và sáng suốt để giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa. Đã đến lúc nên cân nhắc một chút về vấn đề tình cảm trong thời điểm này. Chồng sau này cô đơn đã lâu, đã đến lúc cần một bờ vai vững chắc để dựa vào rồi đó. Tình hình tài chính đang có dấu hiệu hao hụt, vì vậy sẽ cần phải thắt chặt kế hoạch chi tiêu một chút bởi hậu quả mà nó mang lại
cũng khá trầm trọng đấy. Vừa qua, Xuân Anh đã gửi đến quý vị cung cuối trong bản tin tử vi vừa qua cùng với đài truyền hình IBC. Xuân Anh và Thảo Ly, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi trong suốt giờ qua với chúng tôi. Xin kính chúc cho quý vị có một cuối tuần thật thư giãn và hạnh phúc, thân tâm an lạc. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình tin tức vào ngày mai.